Bắt đầu từ ngày 25 tháng 5, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Đại học Huế bắt đầu triển khai khám chữa bệnh từ xa qua hệ thống Internet. Chỉ cần thiết bị đầu cuối kết nối mạng đến website hay fanpage của trường vào giờ hành chính là bệnh nhân có thể được bác sĩ chuyên khoa tư vấn tận tình. Có thể nói hình thức khám chữa bệnh online là giải pháp đặc biệt hữu ích, hợp lý trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và việc khám chữa bệnh trực tiếp tại cơ sở y tế là rất khó khăn. Ghi nhận của phóng viên thời sự sau gần một tuần triển khai hình thức mới này. Đây là buổi khám chữa bệnh tư vấn từ xa qua hệ thống video call cho bệnh nhân và người dân. Người bệnh có nhu cầu khám bệnh truy cập vào website của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế và chọn một trong tổng số 11 chuyên khoa cần được khám chữa bệnh từ xa để được bác sĩ tư vấn online. Bác sĩ tiến hành tư vấn cho bệnh nhân online qua video. Sau tư vấn, trường hợp bệnh nhân cần đến bệnh viện để thực hiện khám trực tiếp và làm các xét nghiệm cận lâm sàng để chuẩn đoán và điều trị, bác sĩ tư vấn hướng dẫn bệnh nhân đăng ký hẹn khám bệnh. Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế tổ chức hình thức này nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch cho bệnh nhân, đội ngũ y tế tại đơn vị. Dạ em đi tái khám vì em cũng bị cái khám online nữa, em phải đi. Mẫu khám online thì em tiền hơn đi như đi. Và phòng chống dịch cho bản thân và lại cho mọi người. Thì nếu có bệnh nhân có nhu cầu thì người ta sẽ vào cái trang web và người ta kích vào. Thế thì bên đây bác sĩ sẽ nhận được và trực tiếp nội trường bệnh nhân qua cái video có thể nhìn thấy nhau được và tư vấn. Thế thì sau khi tư vấn xong, nếu như mà những bệnh nhân nào mà thực sự có nhu cầu cần phải khám bệnh thì sẽ được hướng dẫn để đến khám theo đúng quy trình. Còn thứ hai là ở mức độ hội chẩn thì các bệnh viện tầng dưới cũng có thể hội chẩn đặt vấn đề và đặt cái lịch và hội chẩn của chúng tôi qua cái video call này. Song song với hoạt động khám chữa bệnh tư vấn từ xa qua hệ thống video call, hoạt động livestream với chủ đề sức khỏe nhằm theo dõi và bảo vệ sức khỏe mùa dịch, hoạt động đảm bảo tính chuyên nghiệp, truyền tải được các thông điệp, thông tin y tế nhằm giúp người dân phần nào nắm bắt được tình hình sức khỏe bản thân. Các buổi livestream sẽ được tổ chức theo chuyên khoa và định kỳ trên fanpage của bệnh viện vào 15 giờ thứ sáu hàng tuần. Chúng tôi tiến hành cái chương trình tư vấn online để mà bệnh nhân có thể tiếp cận được những cái thông tin y tế bởi các cái chuyên gia hàng đầu của chúng tôi, giúp cho bệnh nhân có những cái kiến thức để phòng bệnh và có thể tự chăm sóc sức khỏe mình trong mùa dịch. Thông qua đó thì chúng tôi giảm cái số lượng bệnh nhân đến khám tại bệnh viện để từ đó đảm bảo giãn cách cho bệnh nhân hơn. Việc khám bệnh từ xa nó còn nhiều yếu tố nữa mà chúng tôi chưa thể thực hiện được, là ví như về mặt pháp lý chẳng hạn, về mặt bảo hiểm xã hội chẳng hạn. Tuy nhiên đây cũng là cái tiền đề, nếu chúng ta không làm thì sẽ không có được bước phía sau được, và đảm bảo được trong phòng chống dịch thì bệnh nhân vẫn được tư vấn và điều trị cách tốt nhất. Bệnh nhân nào phải đến bệnh viện khám, bệnh nhân nào chỉ thôi cần ở nhà để cho qua dịch thì chúng tôi sẽ sàng lọc và hướng dẫn bệnh nhân để bệnh nhân đảm bảo được, vẫn có đảm bảo sức khỏe nhưng mà đảm bảo được cái an toàn trong phòng chống dịch. Hiện nay, tình hình dịch bệnh do COVID-19 diễn biến còn nhiều phức tạp. Bệnh viện đã hạn chế trong việc tiếp nhận điều trị bệnh nhân nội trú và ngoại trú, đặc biệt là các bệnh nhân ngoại tỉnh, nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch. Điều này phần nào ảnh hưởng đến quá trình khám, tái khám và điều trị cho bệnh nhân. Việc Ban Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Huế chỉ đạo thực hiện xây dựng và đưa vào sử dụng các quy trình khám chữa bệnh từ xa, tiếp nhận thông tin khám, tái khám online, quy trình đưa đón bệnh nhân ở vùng dịch đến khám, tái khám, đến bệnh viện, góp phần đẩy mạnh an toàn trong quá trình phòng dịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh được tiếp cận các thông tin y tế về sức khỏe bản thân.